Theo Trung tâm Khí tượng Trung Quốc, bão Sao La hiện cách tỉnh Quảng Đông 295 km về phía đông nam sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc đi qua Biển Đông với tốc độ 10 km/h, tiến gần tỉnh Quảng Đông và sau đó sẽ dần suy yếu. Trung tâm Khí tượng Trung Quốc dự báo bão Sao La sẽ đổ bộ vào khu vực từ huyện Huệ Lai, tỉnh Quảng Đông đến Hồng Kông trong khoảng thời gian từ chiều đến đêm ngày 1 tháng 9. Tổng công ty Đường sắt Trung Quốc đã ngừng cung cấp dịch vụ tại một số tuyến vận tải chính, trong khi Thượng Hải cũng đã đình chỉ các chuyến tàu đi Quảng Đông. Do ảnh hưởng của bão Sao La, ngày 1 tháng 9, nhiều địa phương của Trung Quốc dự báo sẽ có mưa to và gió lớn, với lượng mưa nhiều nơi dao động từ 100 đến 220 mm.